À, thì đây là nhiều bạn hỏi mình là dán cái phần dạ quang lên trên phần đèn đó, nó có bị hãm lại độ sáng hay không, thì các bạn coi đây nha. Thì đây là phần đèn zin theo xe mà mình đã dán dạ quang màu màu xanh kawaii, thì các bạn xem là độ sáng nó không hề bị giảm lại nha, nó vẫn sáng bình thường như là khi bạn chưa chưa dán nha. Đây đó, mình đã dán dạ quang, các bạn xem nè đó, mình đã dán dạ quang màu xanh kawaii nè. Thì khi mình bật đèn lên thì đèn nó vẫn sáng bình thường nha. Thì đây là mình đang đi làm show cho nên là mình làm trong một cái con đường rất là vắng, cho nên là mình sẵn tiện review, quay một clip review để cho anh cho các bạn cùng xem cái độ sáng của khi đèn xe khi chúng ta đã dán dạ quang lên nha, thì nó vẫn sáng bình thường ha. Ta cùng xem lại cái phần xe nha. Đó, khi mà mình dán cái dạ quang lên trên xe thì độ sáng của xe nó không hề bị giảm lại chút nào nha các bạn. Thì nếu như các bạn có thích dán thì chúng ta cứ dán bình thường nha, đừng có băn khoăn dán là nó sẽ bị hãm lại độ sáng nha. Do là nhiều bạn hỏi mình cho nên là mình làm một clip review up trên YouTube cho các bạn tham khảo khi dán dạ quang lên nha. Đó, các bạn cùng xem đường rất là tối luôn nha, đường rất là tối và vắng. Đó, đây là đèn xe zin của mình này. Còn xi nhan này. Xi nhan mình cũng dán dạ quang thì khi xi nhan nó vẫn bình thường nha, nó không có bị hãm lại luôn. Thì các bạn chúng ta cứ tham khảo nha. Đây là trên một chiếc SH350 nè. Rồi, cảm ơn các bạn đã dành chút ít thời gian để xem clip nha. Chúc các bạn xem clip vui vẻ nha. Các bạn có nhu cầu dán thì chúng ta cứ việc mua về dán, nó khoảng rơi vào tầm 100k thôi. 100k là đèn của chúng ta đã được đổi màu rồi. Mình còn xem lại nè. Nó rất là đẹp luôn nha các bạn. Mình dán như vậy á, đi ban ngày á, nhìn nó rất là đẹp luôn. Full full ngầu. Rồi bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những clip review tiếp theo nha.